Người dân Đồng Tháp bắt được cá lạ, nghi là cá mập. Con cá ông Hùng vừa bắt được có hình dáng bên ngoài rất giống cá mập. Cá có trọng lượng khoảng 20kg, dài 90cm, toàn thân có màu trắng xám từ đầu đến đuôi. Chủ nhân bắt được con cá lạ nêu trên là ông Ngô Minh Hùng, ngụ ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông Hùng cho biết, tối hôm qua ngày 5 tây tháng 10, ông thả câu tại khúc sông thuộc xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung thì bắt được con cá lạ này. Ngay khi bắt được con cá có hình dáng lạ và rất giống cá mập nước ngọt, nên ông liền gỡ câu rồi mang về gọng cá ở mé sông. Theo quan sát, con cá lạ có trọng lượng khoảng 20kg và dài 90cm. Khi có ánh nắng rọi vào, có một màu trắng lấp lánh từ đầu đến đuôi rất đẹp mắt. Nhiều người dân cho biết con cá bắt được trên đoạn sông Hậu là sông nước ngọt, nên rất có thể đây là loại cá mập nước ngọt. Do lần đầu thấy cá lạ nên nhiều người đến xem chụp hình và đăng lên mạng xã hội nên thu hút rất nhiều người đến xem. Ngọc trai có màu giống vàng 24K. Lần đầu tiên, doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh thu hoạch được nhiều viên ngọc có màu giống vàng 24K khi nuôi trai Maybe tại Vịnh Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa. 5 năm qua, một doanh nghiệp nuôi trai lấy ngọc tại vùng biển quanh hòn đảo Săn thuộc Vịnh Vân Phong của tỉnh Khánh Hòa. Doanh nghiệp còn nuôi trai bố mẹ để sản xuất giống. Trong ảnh là trai giống to bằng hạt mè bám vào những tấm lưới trong bể ươm. Nghệ nhân Kim Hoàng Hồ Thanh Tuấn cho biết, một cặp trai bố mẹ khoảng 1 năm tuổi sẽ cho ra từ 1-3 triệu con trai giống. Trai nuôi dưới biển 8-12 tháng sẽ được đưa lên bờ để cấy nhân tạo ngọc. Những con trai được cấy nhân vào nội tạng hoặc vỏ, rồi tiếp tục thả xuống biển nuôi từ 6 tháng đến 2 năm. Đầu năm 2019, doanh nghiệp lần đầu tiên thả xuống biển 1.000 con trai Maybe. Loài trai biển này còn có tên gọi là ngọc nữ, sống ở vịnh nước sâu. Trong tự nhiên, chúng trú ẩn chủ yếu trong các khe đá hoặc rạn san hô. Vùng biển nào có sự sinh sống tự nhiên của loài trai này thì môi trường sinh thái đa dạng, sạch và trong lành. Đây là loài trai duy nhất cấy nhân vào thân để nuôi lấy ngọc. Trai ngọc nữ có hình dáng giống chim én và di chuyển dưới nước rất nhanh nhờ cơ khép hai mảnh vỏ mạnh khi đóng lại với tốc độ nhanh. Hai thân vỏ tạo thành lực quạt nước đẩy thân chúng đi rất xa khi gặp địch hại. Điểm khác biệt của viên ngọc trai Maybe là được sinh ra ngay trên thân vỏ con trai, có độ bóng xà cừ cao nhất trong các loại ngọc trai. Mỗi con trai Maybe, công ty này cấy từ 2-3 nhân vào vỏ rồi thả xuống biển nuôi 6 tháng. Trong đợt thu hoạch trai Maybe đầu tiên này, doanh nghiệp của nghệ nhân quê Sóc Trăng có được khoảng 2.000 viên ngọc hiếm với màu như vàng 24K. Chuyên gia nghiên cứu ngọc trai người Australia là Max Greenfield áo xanh đánh giá màu ngọc vừa thu hoạch đẹp và lạ. Giữa tháng 11 năm 2019, ông Tuấn sẽ bán 100.000 con trai cho một doanh nghiệp Nhật Bản vì giống lai tạo sau hơn 100 năm ở đất nước này đã bị đồng huyết dần, dẫn đến sức đề kháng yếu. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!